Xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 1, là chương trình tiếng Anh lớp 1 mà các con đang học ở trường. Ngày hôm nay, cô Bella sẽ hướng dẫn các con học bài tiếp theo là Unit 4. Chúng ta bắt đầu nha các con. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với Lesson 1 của Unit 4. Lesson 1 nó sẽ nằm ở trang sách số 14 và trang sách số 15 của các con. Nên là bây giờ các con hãy lật sang trang sách số 14 để chúng ta bắt đầu các con nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên của Lesson 1. Listen, point and repeat. This is the letter D. The letter D makes the D sound. Dog, drum, dragon. Rồi, chữ cái ngày hôm nay chúng ta học đó là chữ D. Và chữ D có âm là D. Và ba từ mới chúng ta học ngày hôm nay ứng với chữ cái D. Đầu tiên đó là một chú chó thiệt là dễ thương đúng không nè. Chú chó này ở trong tiếng Anh được đọc là Dog. Dog. Các con đọc theo nha. Dog. Và tiếp theo đây là một cái trống. Cái trống ở trong tiếng Anh được đọc là drum. Drum. Các con nhớ là mình sẽ đọc theo nha. Drum. Rồi, tiếp theo đây là một con rồng. Con rồng ở trong tiếng Anh được đọc là dragon. Dragon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nhiệm vụ của mình, đó là listen, point and repeat. Các con biết là mình sẽ làm cái gì ở trong bài này rồi đúng không nè? Nên là bây giờ các con hãy sẵn sàng lật sách của mình ra nhé. Và chúng ta sẽ vừa nghe và dùng tay để chỉ vào. Và đồng thời chúng ta sẽ đọc lại các con nhé. Da. 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 Dog. Dog. Drum. Drum. Dragon. Dragon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm lại một lần cuối các con nhé. Và các con nhớ là mình sẽ đọc thật là to nha các con. Da. Da. Dog. Drum. Dragon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần tiếp theo nha. Phần tiếp theo đó là now color. Là bây giờ mình sẽ tô màu. Ở đây thì mình thấy có chú chó màu vàng nhạt dễ thương. Thì cô Bella sẽ chọn màu vàng ở đây để tô cho chữ cái D in hoa và chữ D thường các con nhé. Rồi, đối với drum thì có màu xanh và màu đỏ. Cô Bella sẽ chọn màu xanh. Cô Bella sẽ chọn màu đỏ chứ. Bây giờ lát nữa mình sẽ thấy có dragon là màu xanh. Thì bây giờ cô Nga sẽ nhường màu xanh lại cho dragon và chọn màu đỏ cho drum nha. Rồi, cuối cùng đó là cô Bella sẽ chọn màu xanh cho dragon. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là look and listen. Các con nhớ là khi mà cô Bella sẽ nhấp vào đây thì họ sẽ chỉ cho mình cách viết chữ D in hoa và chữ D thường. Thì các con hãy lấy bút chì ra và viết lên sách của mình các con nhé. Da. Da. Rồi, chúng ta đã hoàn thành phần 1 của Lesson 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần số 2. Listen and point. Là lắng nghe và chỉ vào. Trước tiên thì cô Bella sẽ giải thích cho các con những cái từ này có nghĩa là như thế nào nhé. Các con thấy ở trong bức tranh này nè, có một cậu bé đúng không? Cậu bé và nhiều cô cậu khác nữa đang ở đây và nhìn thấy ở đây có một...
chú hề đang biểu diễn và bên cạnh đó thì là có chú đang nắm một cái quả trống để đánh và bên cạnh đó có quả bóng này, có chú chó và chú rồng đang phun lửa nữa. Thì bây giờ chúng ta nghe thử cậu bé này nói cái gì các con nhé. It is a dog. Đó là một con chó. It is a dog. It is a drum. Nó là một cái trống. It is a drum. It is a dragon. Nó là một con rồng. It is a dragon. Bây giờ chúng ta đã hiểu rồi đúng không nào? Nhiệm vụ của các con là bây giờ sau khi mình nghe thì các con sẽ dùng tay để chỉ vào nhé. Nếu như các con nghe là It is a dog. thì nhiệm vụ của các con đó là chúng ta sẽ chỉ vào dog ở đây. Và nếu như chúng ta nghe là It is a drum. thì chúng ta sẽ chỉ vào drum ở đây. Và nếu như chúng ta nghe là Dragon. thì chúng ta sẽ chỉ vào đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha các con nha. Các con hãy chỉ vào trong quyển sách của mình các con nha. It is a dog. It is a dragon. It is a drum. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần tiếp theo ở trong phần 2 này các con nhé. Bây giờ là now color là mình sẽ tô màu. Ở đây thì chúng ta thấy ở trong bức tranh này chỉ có một cái mình cần tô màu thôi, đó là drum, drum. Drum hồi nãy mình thấy là nó có màu xanh và màu đỏ đúng không nè? Tuy nhiên thì ở trong cái phần của Cubella thì Cubella chỉ có thể chọn một màu thôi, nên là ở đây Cubella sẽ chọn màu đỏ các con nha. Các con nhớ là các con có thể chọn một cái màu nào mà các con yêu thích để tô nha các con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nha. Trong phần này là phần số 3, họ bảo mình là chant and show. Chant and show là các con biết là mình sẽ làm gì ở trong phần này nha. Các con nhớ là bây giờ các con đã học đến bài số 4 rồi, nên là các con hãy mạnh dạn đứng lên, hát thật là to và biểu diễn nha. Các con hãy dùng tay chân của mình và nhún nhảy theo điệu nhạc các con nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghe các con ha. Bây giờ chúng ta hãy hát lại một lần nữa các con nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu với lesson 2 các con nhé. Lesson 2 của chúng ta nó sẽ nằm ở trang sách số 16, nên là các con hãy lật sang trang sách số 16 để chúng ta bắt đầu nha.
Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần số 4 của lesson 2. Phần này là listen, read along, là mình hãy nghe và mình đọc theo. Các con biết là nhiệm vụ của chúng ta trong phần này là gì rồi đúng không nào? Trước tiên thì cô Bella sẽ giải thích cho các con những cái câu ở trong khung này các con nhé. Sau đó thì các con sẽ nghe và đọc theo nha. Đầu tiên, it is a dog. Nó là một con chó. It is a drum. Nó là một cái trống. It is a dragon with a drum. Nó là một con rồng với một cái trống. It is a dog on a dragon with a drum. Nó là một con chó ở trên cái con rồng với một cái trống. Rồi, bây giờ các con hãy nghe và đọc theo các con nhé. It is a dog. It is a drum. It is a dragon with a drum. It is a dog on a dragon with a drum. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần số 5, song. Đây là lúc mà chúng ta sẽ được hát một bài hát thiệt dễ thương ở trong unit 4. Các con nhớ là khi mình hát thì mình sẽ làm gì nè? Mình sẽ đứng lên và mình sẽ nhún nhảy theo giai điệu của bài hát các con nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. It is a dragon with a drum. Boom, 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 boom. It is a dragon with a drum. Boom, boom. Dragon with a dog. Bow, wow, wow. Bow, wow, wow. It is a dragon with a dog. Bow, wow, 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 wow. Các con hãy hát lại thêm một lần nữa các con nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là lesson 3, cũng là phần cuối cùng của unit 4. Và phần lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 17 của các con. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần số 6. Phần số 6 là phần họ bảo mình circle the pictures of the words that begin with the same sound. Có nghĩa là mình sẽ khoanh tròn vào những bức tranh mà cái từ của nó bắt đầu bằng những âm giống nhau. Cô Bella ví dụ, ở trong mảnh ghép đầu tiên này thì các con sẽ thấy có 3 bức tranh đúng không nè? Nhiệm vụ của chúng ta đó là mình sẽ khoanh tròn vào hai cái bức tranh mà nó có cùng âm với nhau. Thì các con thấy ở trong cái mảnh ghép này thì nó sẽ có hình đầu tiên đó là dragon, và tiếp theo đó là dog, và cuối cùng đó là bee. Thì các con xem thử là hai cái hình nào nó có những cái từ mà có âm bắt đầu cùng một cái âm giống nhau nè. Đó là dragon và dog đúng không? Sau khi mình đã xác định được rồi thì bây giờ mình sẽ khoanh tròn vào hai cái bức tranh đó nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu các con nhé. The dragon. The dog. Ba ball. Ba bed.
A. Alligator. A. Ant. Sau khi đã xong bài 6 thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần số 7 các con nha. Trong phần số 7 thì các con biết rồi đúng không nào? Đầu tiên đó là mình listen, point and repeat. Là mình sẽ lắng nghe, dùng tay để chỉ vào và đọc lại những cái từ. Và đọc lại một cái từ mới ở đây. Ở đây chúng ta thấy có một búp bê đúng không nào? Thì búp bê trong tiếng Anh được đọc là doll. Các con đọc theo các con nhé. Doll. Doll. Rồi, sau khi mà các con nghe doll thì các con dùng tay để chỉ vào búp bê ở trong quyển sách của mình các con nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Doll. Doll. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là color the pictures of the words that start with the D sound. Say the D words. Có nghĩa là chúng ta sẽ tô màu những cái bức tranh mà nó có những cái từ bắt đầu bằng âm D. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái từ mà có âm là D các con nhé. Đầu tiên ở đây các con thấy là có 3 bức tranh đúng không nào? Đầu tiên đó là car. Car. Tiếp theo là drum. Và cuối cùng là dog. Vậy chúng ta sẽ tô màu vào những bức hình nào ta? Đó là bức tranh thứ 2 và bức tranh thứ 3 đúng không nè? Vì nó bắt đầu bằng âm gì nè? D. Đúng rồi. Đối với drum thì cô Bella sẽ chọn màu đỏ. Các con nhớ là các con có thể tự chọn màu mà các con yêu thích để tô vào nha. Drum. Rồi, đối với dog thì cô Bella sẽ chọn màu vàng. Dog. Ta-da! Chúc mừng các con! Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 4 rồi. Và đây là lúc các con sẽ ôn lại bài và chơi một trò chơi nhỏ để các con có thể nhớ bài tốt hơn các con nha. Da. Dog. Dog. Drum. Drum. Dragon. Dragon. Doll. Doll. Apple. Ant. Ah. Apple. Ant. Duh. Dragon. Dog. Duh. Dragon. Dog. Ah. Gate. Acrobat. Ah. Alligator. Acrobat. B. B. Bear. B. B. Bear. Duh. Doll. Drum. Duh. Doll. Drum. K. Cat. Car. K. Cat. Car. Ah. Ant. Apple. Ah. Ant. Apple. Duh. Dog. Dragon.
Da, dog, dragon. A, acrobat. Alligator. A, acrobat. Alligator. B, bee. Bear. B, bee. Bear. D, drum. Doll. D, drum. Doll. K, cat. Car. K, cat. Car. Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 4 rồi. Cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella. Cô Bella chúc các con luôn khỏe, luôn ngoan, luôn nghe lời ba mẹ và đặc biệt là học giỏi nha. Hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau nha. Tạm biệt các con. Bye bye.